Hello, xin chào các bạn nhé. Đầu tiên các bạn vào trang chủ apple.com cho mình. Và các bạn kéo xuống, chọn vào mục là Apple Store cho mình. Tiếp theo thì các bạn nhấn vào cái dòng iPhone cho mình nhé. Chọn iPhone. Và tại đây thì các bạn kéo xuống cho mình. Và các bạn nhấn vào cái dòng là chiêu môn cho mình. Đặt hàng nhé. Tiếp theo thì các bạn kéo xuống tiếp. Tại đây các bạn có thể là chọn hai dòng iPhone 14 Pro hoặc là iPhone 14 Pro Max. Thì cách đặt hàng của hai con này thì đều là giống nhau nhé. Bây giờ mình sẽ chọn vào dòng iPhone 14 Pro. Và sau đây mình sẽ chọn màu nhé. Mình sẽ chọn màu tím. Mình sẽ chọn màu tím nhé. Tiếp theo thì mình sẽ chọn dung lượng là 256GB. Và tiếp theo thì nó hỏi là các bạn có là đổi cũ lấy mới không? Có nghĩa là có đổi điện thoại cũ lấy điện thoại mới không? Thì mình sẽ chọn không nhé. Và tiếp theo thì có chọn là gói bảo hiểm nào không? Thì mình cũng chọn không luôn. Mình sẽ không chọn bảo hiểm nhé. Và trước khi thêm vào giỏ hàng thì ở đây các bạn có thể là xác nhận được cái thời gian mà dự định có thể là nhận được máy. Thì các bạn nhấn vào cái dòng màu xanh thứ hai từ dưới lên. Thì ở đây thì các bạn là thêm cái số bưu điện của nhà mình vào. Và bên dưới thì các bạn thêm cái tỉnh của nơi mình sinh sống vào nhé. Mình ở Tokyo thì mình sẽ thêm là Tokyo. Và sau đây các bạn nhấn nút màu xanh cho mình nhé. Và ở đây nó dự định là có thể nhận máy từ ngày mùng 5 tháng 10 cho tới ngày 13 tháng 10 nhé. Thì đây là ngày dự định nhận máy. Và tiếp theo thì các bạn có thể là kiểm tra xem có thể là nhận được máy trực tiếp tại quán hay không. Các bạn nhấn vào cái dòng là Uketorihi cho mình nhé. Thì hiện tại là nó thông báo là một số quán là có thể nhận được máy trực tiếp tại quán từ ngày 16 tháng 9 nhé. Là các bạn có thể là xếp hàng và nhận máy trực tiếp sau khi các bạn đặt hàng tại đây. Những bạn nào mà không đặt hàng trước thì lên cửa hàng sẽ không mua được đâu nhé. Muốn lên trực tiếp được thì các bạn cần phải đặt hàng qua mạng trước nhé. Thì đấy là cách kiểm tra cái cửa hàng có thể nhận được máy. Thì bây giờ mình sẽ thêm vào giỏ hàng nhé. Và ở đây thì các bạn kéo xuống cho mình để thêm một số phụ kiện. Thì đầu tiên là cái ốp nhé. Đấy, các bạn có thể là thêm ốp hoặc là các bạn có thể là thêm cục sạc nhanh. Thì ở đây thì mình sẽ thêm một cục sạc nhanh nhé. Nhấn vào là bắc cử ní Zika. Đấy. Hoặc là các bạn có thể là thêm AirPod. Thì sau khi các bạn thêm đầy đủ xong rồi thì các bạn nhấn vào cái nút là bắc cử ố cà cư nín. Nút màu xanh bên phải. Tiếp theo thì các bạn kéo xuống và xác nhận nội dung một lần nữa. Thì mình mua một chiếc iPhone 14 Pro 256GB là 16 man 4 sen 800 yên nhé. Cộng thêm kèm theo một cái cục sạc nhanh là 2 sen 780 yên. Thì tổng cộng là 16 man 7 sen 580 yên. Xác nhận nội dung mua xong thì các bạn nhấn cái dòng chiêu môn cho mình nhé. Và tại đây thì các bạn đăng nhập cái ID Apple cho mình. Tiếp theo tới bước là chọn cách thức nhận hàng. Thì ở đây có hai phương thức. Đầu tiên bên trái thì ở đây thì các bạn có thể là nhận máy trực tiếp tại nhà nhé. Và thời gian là từ 3 tới 4 tuần nhé. Và tiếp theo là cái ô bên phải. Thì tại đây thì các bạn có thể là chọn hình thức là nhận máy trực tiếp tại quán. Có nghĩa là các bạn sau khi các bạn đặt trên web rồi thì các bạn là lên quán để nhận máy. Như hiện tại mình đang kiểm tra đây thì các cửa hàng hiện tại là đã hết máy. Do các bạn là đặt hết rồi nên là giờ là không thể là nhận máy trực tiếp tại quán được nữa nhé. Thì một số cửa hàng thì nó đã hết máy rồi. Mới ra mắt được 2 tiếng mà đã hết máy rồi nhé. Là các bạn đặt máy rất là nhanh. Nên hiện tại là chỉ còn được một cách là đặt online.
nhận trực tiếp tại nhà nhé. Ở đây các cửa hàng lớn như Apple, Ginza mà cũng không còn máy nhé. Đã thông báo là đã hết máy. Thì do là mọi người đặt nhanh quá thì hiện tại nó không có hiển có thể là nhận máy được nữa nhé. Thì hiện tại thì chỉ còn mỗi cách là đặt máy qua mạng và nhận máy tại nhà nhé. Thì các bạn nhấn vào cái ô bên trái cho mình nhé, hai số ô Kibo Suru. Thì ở đây thì thời gian giao hàng là từ 3 tới 4 tuần nhé. Nhưng ngày dự kiến của con iPhone 14 Pro này thì là ngày từ ngày mùng 5 cho tới ngày 13 tháng 10 nhé. Còn cái phụ kiện sạc nhanh này thì mình có thể là chỉ định ngày và giờ nhận được nhé. Thì hiện tại thì nó hiện là ngày 13 tháng 9. Thì mình sẽ chọn khung giờ là từ 18 cho tới 20 giờ nhé. Khung giờ muộn nhất từ 18 tới 20 giờ thì là đều là nhận miễn phí nhé. À không, mình sẽ chọn 19 tới 21 giờ là muộn nhất. Còn máy thì các bạn phải chờ từ 3 tới 4 tuần nhé. Thì sau khi các bạn chọn xong thì các bạn kéo xuống và nhấn vào phần là nhập địa chỉ nhé. Thì tại đây các bạn có thể là chọn địa chỉ mới hoặc là theo cái địa chỉ cũ mà các bạn đã lưu. Thì hiện tại địa chỉ mình đã lưu sẵn thì mình đã có thể là nhấn vào để chỉnh sửa được nhé. Còn bạn nào mà chưa có địa chỉ nhập ở đây thì các bạn có thể là nhấn vào thêm vào nhé. Tiếp theo thì các bạn kéo xuống và nhập số điện thoại nhé. Bạn nào mà không có số điện thoại thì các bạn tích vào cái ô bên dưới là không có số điện thoại nhé. Và sau đây là chuyển sang phương thức thanh toán nhé. Thì tại đây các bạn có thể là lựa chọn là thẻ trả sau hoặc là thẻ trả trước. Hoặc là các bạn có thể là lựa chọn hình thức là thanh toán qua Orico hoặc là Pay. Hiện tại ở đây là hình thức thanh toán tại nhà và tại Combini là chưa áp dụng nhé. Nhưng mà thay vào đó thì các bạn có thể là mua cái thẻ Apple Gift Card tại các cửa hàng Apple để các bạn nhập cái mã số vào cái phần là phần thanh toán ở đây nhé. Thì các bạn mua thẻ về và nhập cái mã pin vào thì ở đây các bạn có thể là nhập 8 cái thẻ liên tục được nhé. Tôi đã là 8 thẻ nhé tại đây nhé. Thì thẻ cao nhất là mệnh giá là 10 man thì các bạn có thể là nhập có thể liên tục tới 8 thẻ một lúc nhé. Thì bây giờ mình sẽ thanh toán qua thẻ debit nhé. Mình sẽ thanh toán qua thẻ trả trước. Thì mình sẽ nhập cái mã số vào ở đây nhé. Mã số thẻ này, ngày hết hạn này và mã số của cái ba chữ số. Thì sau khi các bạn nhập xong thì các bạn là nhấn là chữ môn cả cư ninh nhé, xác nhận. Do hiện tại cái tài khoản của mình không đủ tiền nên là cái đoạn video cuối cùng này thì mình xin lỗi là đã lấy cái video của năm ngoái thêm vào ở đây. Thì hình thức thì tất cả là đều giống nhau cả nhé. Cách đặt và cách thanh toán thì đều là giống nhau hết. Thì ở đây thì các bạn là sau khi các bạn xác nhận cái tài khoản xong, ngân hàng xong thì các bạn là kiểm tra lại một lần nữa cái lịch trình nhận máy iPhone và cái địa chỉ nhé. Và các bạn là kiểm tra lại một lần nữa. Tất cả ok rồi thì các bạn nhấn cái dòng chữ là chuyên môn cho mình. Nhấn chuyên môn nhé. Thì đây là cái đoạn video của năm ngoái. Cũng rất là xin lỗi các bạn là do tài khoản của mình không đủ tiền nhé. Cái phần sau này thì mình lấy của năm ngoái. Mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Thì sau khi các bạn nhấn chuyên môn xong thì các bạn chờ một lát thì ở đây thì nó đã thông báo là hoàn thành. Sau khi các bạn đặt hàng thành công thì nó sẽ gửi thông báo qua mail một lần nữa nhé. Các bạn vào mail để kiểm tra lại nhé. Thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây. Thì chúc các bạn đặt hàng thành công nhé. Mình cũng xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp bạn những video tiếp theo nhé. Bye bye.